Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị kính mến. Thì là nói đầu tiên cho phép Phong gửi một cái lời chúc sức khỏe đến tất cả những cô bác đang xem cái video của Phong trong ngày hôm nay. Thì video trước thì Phong cũng đã trò chuyện với mẹ của Phong, là biết công dụng của cái loại thuốc thần kinh tọa là nó trị bệnh, nó rất giống như là rất thật sự là rất là tốt cô bác chị ạ. Thì bữa nay thì Phong sẽ nói những cái vị thuốc với mà khi mà mình ngâm cách thức như thế nào nha. Thì bữa nay thì Phong ở trong nhà Phong cũng có những cái loại cây ở đây cũng có sẵn, thì những cái loại nào có thì Phong cũng nói để cho cô bác anh chị biết, còn những cái loại thiếu á thì nhà Phong không có trồng á thì cô bác anh chị có thể đi tới những nơi người ta cây cối nhiều á thì cô bác anh chị hỏi. Ở dưới quê miền Tây ở đây đặc biệt là rất là nhiều luôn. Thì loại thứ nhất á là ở đây là có nghệ sa cừ, ở đây cô bác anh chị nè, góc bên đây là có nghệ, nhà Phong nghệ rất là nhiều. Đây nè, đây nè, cái loại nghệ này là nó nằm trong năm cái loại thuốc trong đây. Là loại thuốc ở đây là có thành phần thứ nhất là đơn quy, thuốc cú, nghệ sa cừ, lá ngũ chảo và bông ngò gai. Thì ở đây thì Phong đã có nghệ sa cừ ở đây nè. Tại vì cái loại thuốc này là lúc trước á thì Phong đã cho rất là nhiều cô bác rồi. Cô bác là gần ở đây giờ xa cũng có nữa, là gần như là không có đợi mà đem về đi về nhà mà hỏi cái tô thuốc là bao nhiêu hay là cái vị nào. Tại gần như là Phong Nguyễn ở đây đã thuộc lòng rồi. Ở đây là có nghệ sa cừ. Nè cô bác anh chị lưu ý nè, nghệ sa cừ là nó có cái màu đỏ. Thì nó hay với đất nè, chứ không phải là cô bác đừng có lấy nghệ đen. Nghệ đen thì mình ấy mật ong á, mình uống nó trị bao tử rất là tốt. Nhưng mà ngâm cái loại thuốc này là phải có nghệ sa cừ, là nghệ màu đỏ. Chứ mà nghệ đen là ngâm không có được cô bác anh chị à. Thì bây giờ thì Phong cũng đã nói cái vị thuốc, cái loại thuốc là có cái vị nghệ sa cừ ở đây. Thì khi mà cô bác anh chị là bào cái vỏ này ra xong, rồi bào mỏng 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 lát ra, rồi phơi qua một cái nắng á, xong rồi mới sau thôi mình để Phong để gom lại những cái loại thuốc khác nữa. Rồi Phong sẽ trò chuyện để nói cho cô bác anh chị là cách làm như thế nào và làm cho đúng cách nha. Ở đây là Phong sẽ đi qua ngắt một cái bông ngò gai. Cái vị thứ hai là ngò gai. Ngò gai thì bông nhò ngò gai á, nhà Phong là cũng có trồng nhưng mà cũng trồng ít à, tại lâu lâu có xài á. Thì ngò gai á thì mình để dành mà để cái lá mình để niêm canh chua. Còn đây nè, ấy cô bác anh chị xem nè, đây là cái bông ngò gai. Là những cái loại bông này nhầm khi cô bác cứ nghĩ á, là nó già rồi nó không có tác dụng gì, nhưng mà trong cái loại thuốc mà trị thần kinh tọa là nó rất là tốt. Đây, thật sự là nó đã rất là già, nó càng già thì nó mang cái giá trị càng tốt. Thì cái đây là cái loại thứ hai. Thì Phong thì chủ yếu là muốn chia sẻ một cách nó chi tiết và nó rõ và cặn kẽ nhất để cho cô bác anh chị ngâm nó mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Thì còn ở đây là cái lá ngũ chảo. Ủa, cái lá thuốc cú, Phong lộn, thuốc cú. Cái thuốc cú này nó trồng thật sự là nó tuốt ngoài kia xa lắm, nên hồi nãy á là Phong có nhờ vợ Phong là đi ra ngắt vô á, chứ mà thật sự nếu mà đi bây giờ mà đi ra ngoài á thì xa lắm. Thì ở đây là có thành phần là có nghệ sa cừ, rồi có lá ngò gai, rồi có lá thuốc cú, bông ngò gai với lá thuốc cú. Tắt đi con chưa. Thì ở đây nhà Phong á, thì trồng chỉ có 3 loại thôi, nhưng mà trong cái vị thuốc đó là cần phải tới 5 loại nó mới đủ. Ở đây là có bông ngò gai, là cái vị ở đây là có sẵn. Rồi có cái lá thuốc cú. Thuốc cú này cô bác anh chị cũng biết rồi, là thuốc cú này khi mà bị chó mèo cắn á, thì người ta đâm da đúng là chín đọt, thì đâm da là đắp vô là mang cái hiệu quả rất là tốt. Rồi những cái loại ở đây, rồi ở đây có nghệ sa cừ nữa, đặc biệt là nghệ sa cừ nha cô bác anh chị. Ở đây thì nhà Phong còn thiếu lá ngũ chảo. Lá ngũ chảo thì cô bác anh chị để Phong nấu cho cô bác anh chị biết rõ. Cái lá ngũ chảo là nó cái hình giống như cái bàn tay vậy á, nó nằm một cái nhánh nó đi ra tới 5 cái lá, giống như một bàn tay á, tới 5 cái lá nó tia ra. Rồi cô bác anh chị là cứ hầu như là ở dưới quê là Phong thấy rất là nhiều, đặc biệt ở những cái chùa cũng hay trồng lắm. Thì dưới đây thì cô bác anh chị thì đi kiếm, thì đi kiếm đầy đủ xong xuôi hết là đủ 5 loại này á. Thì cô bác là cứ phơi lên, cứ mà ngắt da giữa sạch sẽ, cho giữa hai ba nước gì sạch sẽ, xong mình đem ra ngoài nắng nè, nắng dịu dịu thôi, mình phơi cho nó xìu xuống, xong rồi mới bắt cái bếp lửa lên. Thì nếu được cô bác anh chị là lấy bếp củi á,
thì nó tốt hơn. Thì để cho cái chảo nó nóng lên xong rồi xui á, xong xui rồi cô bác cứ bỏ những cái lá này đi vô. Mình cứ mỗi loại là để giống như mà giang lên xong á, giang nhưng mà không có được mà để cho khét, là giống như mà cho nó rút nó giáo thôi. Xong rồi mình cứ đa ấy độ khoảng là một chén hay là hoặc là một chén hơn tí à, là mỗi loại chỉ khoảng bao nhiêu đó thôi. Thì cô bác cứ ấy xong rồi cứ úp xuống đất để lấy hơi chủ thổ, là lấy cái hơi của đất á, nó rất là tốt. Và sau đó là bỏ trộn lộn những cái thứ này vào trong một cái hũ sành hoặc là cái hũ gì đó, nói chung là hũ nào cũng được, nhưng mà cô bác anh chị á là trộn cho nó đều vô để cho nó hòa lộn lẫn nhau á. Là nhớ đi mua cái vị mà đơn quy á, là trong tiệm thuốc tàu hoặc là nhà thuốc bắc á, thì cũng có bán. Là nhưng mà đặc biệt á, vị đơn quy này không thiếu thì không được, nhưng mà ngâm nhiều cũng không có tốt. Đơn quy này là chỉ ngâm là mua chỉ có hai lạng là chỉ có hình như là chỉ có 100.000 hay gì của bác chị à. Thì về cô bác anh chị á, là mấy cái này là nói chung á thì rất là dễ. Chỉ có nghệ này nè, nghệ sa cừ này á thì mình phải cạo mấy cái lớp vỏ lớp dơ này ra, nhưng mà xong rồi bào mỏng ra. Tại cô bác anh chị cũng biết rồi, cái nghệ này nếu mà ngâm dụ á thì khoảng thời gian nó cái miếng bự như vậy nó lâu lắm. Mình phải bào mỏng ra để cho nó khoảng thời gian nó ra cái chất mà nghệ ở trong á, chất màu đỏ ở trong này ra nè, cho nó thấm đều ra thì nó nhanh hơn. Mình bào mỏng ra, mình cũng phơi nắng cho nó dịu lên, mình cũng giang giống y hệt như mà thuốc cú với bông ngò gai với lá ngũ chảo như vậy á. Cứ để xếp ấy xong mình trộn lộn cái hũ lại, năm vị nó đều lộn lại. Xong rồi thì trong cái vị này cũng có là bỏ vô một ít đường phèn. Đường phèn á thì mua mấy lạng mà. Dạ, cái đường phèn này mình ngâm khoảng là 310 gram, là trong vòng là khoảng 3 cái lít rượu. Là tất cả những cái loại này á là ngâm khoảng 3 lít rượu của bác anh chị à. Nhưng mà cô bác anh chị phải trộn đều lên xong rồi tới lúc đó thì mình đi mua rượu. Nhưng mà đặc biệt á là rượu nếp là loại mua loại mà ngâm, mình đi tới chỗ mà bán rượu nếp, đặc biệt ở nếu mà chỗ nào mà tin cậy đáng tin tưởng á. Tại bây giờ Phong thấy cũng rất là nhiều chỗ mà bán rượu giả rồi đủ thứ hết. Rồi nếu mà cô bác anh chị biết được cái chỗ nào tin cậy có rượu tốt á thì nói bây giờ vô là mua cái loại rượu mà để ngâm thuốc, đặc biệt là rượu nếp thì ngâm là 3 lít. Thì ngâm vô là tất cả những cái loại này là cái liều lượng nó như vậy. Là chú ý á, đặc biệt cái vấn đề mà chú ý nhất á là cái gì mà đơn quy thì cô bác anh chị là nên mua chính xác là khoảng 2 lạng trở lại thôi, chứ đừng có mua nhiều quá, thiếu thì cũng không được. Nhưng mà mua dư á thì cái loại này cũng không có tốt, uống cũng không có tốt. Thì Phong muốn nhấn mạnh một cái điều như vậy. Thì nói chung á, khi mà ngâm xong xuôi rồi là tất cả cái loại thuốc này là trong một khoảng thời gian là khoảng bao lâu thì cô bác mới uống được thì Phong cũng nói luôn. Thì mới ngâm á khoảng giống như mà cô bác đừng có uống sớm, là khoảng là phải trên một tháng thì cái đó là hiệu quả mới tốt nhất. Hoặc là nếu mà bệnh đau nhất quá chịu không nổi thì trên 20 ngày thì uống vẫn được, nhưng mà tới lúc đó thì nó cũng chưa ra những hết chất những cái loại này trong đây. Tại vì cái nếu mà khoảng trên một tháng á, thì những cái chất mà trong bông ngò gai này nè, với mà lá thuốc cú này, với mà trong nghệ này, với mà cái lá ngũ chảo, thì ở chỗ Phong á bây giờ là đi kiếm biết cái cây lá ngũ chảo đó nhưng mà đi kiếm xa lắm nên Phong không có cập nhật, không có để ở đây. Thì Phong chỉ có nói là những cái loại mà nhà Phong đang có ở đây thôi, để cho cô bác anh chị biết. Rồi những cái loại còn thiếu á thì cô bác anh chị là chịu khó đi kiếm, ở dưới quê thì cũng nhiều lắm, chứ cũng không có dễ, cũng không có khó kiếm. Nhưng mà toàn bộ những cái loại thuốc này, những cây thuốc này á, là những cái cây thuốc này nếu mà cô bác anh chị á chịu khó mà đi tìm hiểu là biết những cái loại này nó có cái tác dụng riêng của nó, là mang lại hiệu quả rất là tốt. Nhưng mà nó có 5 loại thuốc này kết hợp lại á thì nó trị căn bệnh mà thần kinh tọa gần như là lúc mà gần như là nó chính xác và tốt nhất luôn. Tại vì mẹ Phong á là gần như là đi đứng là cũng khó khăn, lúc mà bệnh á đau đi đứng khó khăn lắm, rồi đau nhức rất là dữ dội. Nhưng mà khi mà sử dụng được cái loại thuốc này thì bây giờ á là không có còn mà chịu những cơn đau đó. Bây giờ là mẹ Phong bây giờ đi làm đi đứng lại bình thường, nhưng mà lâu lâu á, giống như mình lâu lâu vẫn ngâm một cái hũ để đó. Thì tại vì ở dưới quê mà khi mình làm lụng vất vả với cực khổ á, thì bắt buộc thì cũng có những cái cơn đau nhức tiếp theo nữa.
thì tới lúc đó mình có để dự trữ á, giống như mình có sẵn á, lâu lâu mình có nhất hay gì mình cứ mình lấy một ly mình uống vô, thì như vậy nó rất là tốt. Chứ nhầm khi mình đừng, giống như mình đừng có nên mà lạm dụng quá cũng không có tốt. Giống như mình uống mình cảm thấy nó hết rồi thì mình cũng đừng có nên mà uống, giống như mà uống cứ hàng ngày ngày nào cũng uống như vậy thì nó cũng không có tốt, không hay nữa, giống như bị lờn thuốc rồi cô bác chị ạ. Giống Phong, mẹ của Phong á thì hết từ cách nay cũng làm trên 10 năm rồi, tới ngày hôm nay á, thì mẹ Phong vẫn tiếp tục ngâm nhưng mà để đó chứ không có uống. Lâu lâu hả gì có triệu chứng là hơi nhức nhức á thì uống vô là cứ ngày trước ngày hôm sau là nó hoàn toàn nó không có còn cảm giác đau nhức nữa. Thì hôm nay á, thì Phong muốn chia sẻ tất cả những cái vị thuốc trong cái bài thuốc ở đây, thật sự nó rất là quý báu. Nhưng mà cái khoảng thời gian lúc trước á, thì Phong không có, giống như mà không có làm YouTube chứ mà không có biết mà để chia sẻ cho bà con cô bác, đặc biệt là bà con nghèo á, thì hôm nay thì Phong có một cái cơ hội như thế này thì Phong rất là mừng. Tại vì Phong thì nhà cửa, nhưng mà nhà Phong thì cũng thật sự là cũng không phải là khó khăn, nhưng cũng không có thể nào mà giúp được nhiều cô bác. Thì mong rằng giống như mà không có, Phong ở đây không có tiền bạc, nhưng mà Phong giúp về một cái loại thuốc này nó rất là tốt mà mang lại cái hiệu quả rất là cao. Thì mong cô bác anh chị có thể dùng và chữa trị, và có thể cùng chia sẻ đến tất cả những cô bác có trường hợp bị bệnh mà thần kinh tọa với đau nhức xương á, thì nó sẽ rất là ý nghĩa, rất là tốt. Tại vì gần như là Phong giới thiệu cho mấy chục cô bác rồi, thì hoàn toàn là mấy chục cô bác đó là cũng đã hết bệnh, thì Phong rất là vui. Thì mong á, cái loại thuốc này thì cũng có là ngâm dụ, nên có thể là những cô bác mà khi bị bệnh tim hoặc là cao huyết áp á, thì cũng nên hạn chế mà sử dụng. Tại vì nó có chất dụ thì nó dễ là tăng huyết áp, nhưng mà bị bệnh tim nó dễ bị tim đập rất là nhanh. Thì thôi bây giờ cuối clip rồi, thì Phong cũng đã chỉ tất cả những cái vị thuốc trong cái toa thuốc này. Thì Phong mong muốn cô bác thì có thể giống như mà tranh thủ cái khoảng thời gian mà đi kiếm những cái loại thuốc trong đây mà ngâm một cách sớm nhất, để cho bà con cô bác hoặc là những người thân trong gia đình á, uống để chữa trị dứt điểm cái căn bệnh mà thần kinh tọa của bác chị à. Thì thôi bây giờ thì Phong cũng khép cái video Phong trong ngày hôm nay. Thì Phong cũng kính chúc toàn thể quý cô bác anh chị có một cái ngày mới thật là ấm áp vui vẻ, và đặc biệt có nhiều sức khỏe và nhiều cái thành công trong cuộc sống luôn nha. Dạ, Phong kính chào ạ.